Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý anh chị đã tới với kênh của Cách Nhiệt Thịnh Phát. Em Thuận thấy rằng rất là nhiều khách hàng đặt ra câu hỏi và đang phân vân là không biết lựa chọn shop EPS hay là XPS. Thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nói về điểm giống nhau và khác nhau của hai sản phẩm này để anh chị có thể là đưa ra cái lựa chọn là lên chọn cái loại nào phù hợp nhất. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi về cái điểm giống nhau của hai loại shop này nha. Hai sản phẩm shop này nó đều là sản phẩm cách âm, cách nhiệt trong xây dựng. Và quý anh chị thấy rằng ở trong các công trình để làm sàn ấy, thì các anh thi công thường lựa chọn thêm xốp để làm sàn để cho nó giảm tỉ trọng cái sàn đó xuống. Ngoài ra còn giảm đi cái lượng xi măng cũng như là nguyên vật liệu để đổ lên cái sàn của mình. Đó. Tiếp theo cái phần khác nhau với gai cấn này. Đầu tiên chúng ta thấy rằng đều là xốp nhưng mà đặc điểm cũng như là cách sản xuất của hai cái vật liệu này thì hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là về EPS. Xốp EPS sẽ được sản xuất và kích nở từ các hạt nhựa poly với nhiệt độ là 900 độ C, sẽ cho ra những cái hạt xốp nhỏ như thế này, sau đó sẽ được đưa vào khuôn gia nhiệt với nhiệt độ là 100 độ C với lực ép thích hợp. Thì sẽ cho ra một cái miếng xốp EPS như thế này. Đó. Khách hàng thấy rằng ở xốp EPS thì nó sẽ có cấu tạo đồng nhất và liên kết với nhau như là những viên tổ ong. Đó là phần về cấu tạo của EPS cũng như là cách sản xuất của EPS. Tiếp theo là quy trình sản xuất miếng xốp XPS. Sản xuất XPS thì các hạt nhựa poly sẽ được nung nóng và đùn ép một cách liên tục, cộng với quá trình là sụp bọt khí cộng nén ép thì sẽ cho ra miếng xốp EPS cố định như thế này. Ngoài ra nhờ cái việc là đùn ép một cách liên tục thì miếng xốp XPS này có thể đạt tỷ trọng là từ 30 cho tới 42 kg trên mét khối. Còn đậu EPS thì chỉ đạt cái tỷ trọng là 12 cho tới 20 kg trên mét khối thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói tới phần kích thước. Thì EPS sẽ hơn XPS. Đầu tiên là EPS có chiều dài lên tới 4 m và chiều rộng là 1,2 m. Còn đâu đối với XPS thì chiều dài của nó chỉ là 1,2 m và chiều rộng của nó là 600 cm. Khách hàng thấy rằng và cái độ dày của tấm thì nó sẽ có từ 25 cho tới 50. Tuy rằng hai sản phẩm này nó đều có công dụng là cách âm, cách nhiệt, chống nóng và bảo ôn cho trần, nhưng mà do cái liên kết chặt chẽ thì cái tấm XPS này nó sẽ vượt trội hơn EPS rất là nhiều, cũng như trong cái việc là cách âm, cách nhiệt, bảo ôn một cách tốt hơn và chắc chắn bền hơn. Tuy nhiên tùy vào cách sử dụng trong mỗi công trình đều khác nhau thì chắc chắn rằng qua những cái so sánh trên thì khách hàng có thể là tự lựa chọn cho mình tùy theo cái sức phù hợp cũng như là về phần giá cả, khách hàng sẽ có những cái lựa chọn riêng. Và khách hàng muốn tư vấn kỹ hơn hoặc là muốn tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm thì hãy truy cập vào website cachnhietthinhphat.com hoặc để lại số điện thoại để đội ngũ nhân viên Thịnh Phát có thể liên hệ với khách hàng ngay lập tức. Và số hotline em có để bên dưới. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi và ủng hộ video, và xin hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.